Bi ơi, Bi à. Cái tên thân thuộc mà em vẫn thường gọi anh trong suốt những năm qua, chắc anh vẫn còn nhớ rất rõ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đúng không? Vào một ngày tiết trời mùa mưa tháng 6 năm 2017, gần 6 năm rồi đó. Khoảng thời gian đủ dài để chúng ta có một happy ending như hôm nay anh ha. Anh của 6 năm trước và anh của em hiện tại, em thấy cũng không thay đổi là bao. Bởi vì với em, anh của những ngày đầu cũng không phải lãng mạn, không xa hoa, không bóng bẩy gì hết. Với tính cách chân thành, mộc mạc, giản dị của anh mới là dấu ấn ở trong em. Được cái là anh không có nói văn vẽ hay hoa mỹ gì, mà lại ân cần, chu đáo, biết em thích gì và nghĩ gì. Thương nhau nhiều hơn. Cuộc đời của em sau này cũng không mong muốn gì hơn, chỉ mong anh vẫn như vậy. Anh vẫn là anh, con người chân thành, yêu thương và bao dung em. Thương anh.